Vụ nữ sinh bị giật điện thoại khi đứng trước nhà soi gương, cơ quan công an lần ra ổ trộm cắp xe máy. Hàng loạt giám đốc bệnh viện đã lĩnh án tù vì liên quan nâng khống thiết bị y tế từ 300% đến 400%. Câu hỏi được đặt ra, tại sao các bệnh viện có thể dễ dàng thổi giá thiết bị y tế đến như vậy? Cầu kính Bạch Long ở Sơn La được trao chứng nhận kỷ lục Guinness là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Song song đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Quy Bảo và Tuyết Oanh. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình đã cập nhật trong 24 giờ qua. Ngày 2 tháng 6, Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Trần Quang Bích sinh năm 1968, Nguyễn Văn Đức sinh năm 1994 cùng ngụ thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Thị Thu sinh năm 1984 ngụ huyện Lý Nhân về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, tối 23 tháng 4, tổ công tác công an huyện Lý Nhân làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường DT492 thuộc địa phận xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, phát hiện Nguyễn Thị Thu đang cất giữ trên xe máy một túi ni lông. Bên trong có 9 phiếu khám sức khỏe đóng dấu của Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên và không ghi thông tin người khám sức khỏe. Nghi là giấy tờ giả, tổ công tác đã đưa Thu về trụ sở công an huyện để làm việc. Tại cơ quan công an, Thu khai nhận số giấy khám sức khỏe trên là giả, mua về để bán kiếm lời. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Trần Quang Bích có cửa hàng văn phòng phẩm tại xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên, do ham lợi nhuận đã mua giấy khám sức khỏe giả của một người không quen biết với giá 45.000 đồng một tờ, rồi bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 70.000 đồng một tờ. Sau đó, Đức bán lại cho Thu với giá 100.000 đồng một tờ và Thu bán cho người có nhu cầu làm hồ sơ với giá 135.000 đồng một tờ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cũng tại tỉnh Hà Nam, ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại ở thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng về việc bị một đối tượng lạ mặt có tài khoản Facebook cá nhân Tổng kho nông sản đăng bán nông sản lừa đảo chiếm đoạt gần 4 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự công an huyện Kim Bảng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ, kịp thời bắt giữ Phạm Công Mạnh, sinh năm 1993, ngụ thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Mạnh khai đã sử dụng mạng xã hội Facebook để bán các mặt hàng nông sản. Khi các con mồi đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công, Mạnh không giao như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2021 đến nay, Mạnh đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở các tỉnh thành như Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang với số tiền gần 50 triệu đồng. Thưa quý vị, đây là Nguyễn Phúc Vĩ, 15 tuổi, ngụ tại thành phố Thuận An. Ngày 1 tháng 6, Vĩ đã bị lực lượng công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện đằng sau vụ cướp là một đường dây trộm xe máy. Hơn 6 giờ sáng ngày 31 tháng 5, nữ sinh lớp 9 tên V, tên viết tắt, cầm điện thoại đứng soi gương trước nhà trên đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, thì bị Vĩ và Nguyễn Văn Đức, 28 tuổi, quê Cà Mau, chở nhau áp sát giật chiếc điện thoại. Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an phường Thuận Giao phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An tổ chức truy xét và bắt giữ được đối tượng Vĩ ngay sau đó. Từ đây, Công an khám phá thêm một đường dây trộm cắp xe máy liên quan đến các đối tượng này và đang tạm giữ 5 chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp được. Trong đó, chiếc xe mà Vĩ và Đức sử dụng để đi cướp giật cũng là xe trộm cắp. Hiện công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi Nguyễn Văn Đức ra đầu thú. Một vụ tai nạn đáng chú ý vừa xảy ra tại Hà Nội. Một cây xanh trồng trên vỉa hè bỗng nhiên gãy gục, đổ xuống đường, đè vào xe của ba người đang đi xe máy chạy tới. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của vụ việc do camera an ninh ghi lại. Vụ việc xảy ra trước cửa nhà số 110, phố Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo clip, vào buổi sáng đang giờ cao điểm, nhiều người và phương tiện qua lại trên phố. Bỗng nhiên, cây xanh trồng trên vỉa hè gãy gục đổ xuống đường, đè vào xe của ba người đang đi xe máy tới. Những người dân xung quanh đó và người đi đường đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ người bị nạn và báo lực lượng chức năng. Anh Phan Hùng cho biết, cây giáng hương trồng trên vỉa hè trước cửa nhà anh đã bị mối ăn mọt hết gốc. Từ 3 năm trước, anh đã báo lên tổ trưởng tổ dân phố để báo lên phường Thượng Đình.
anh cũng đã nhận được câu trả lời từ chính quyền rằng sắp tới sẽ thay thế các cây bị mối mọt bằng những cây khác, nhưng tới nay vẫn chưa thấy thay. Hôm ngày 31 tháng 5, sau những cơn mưa lớn, cây giáng hương bị mọt hết phần gốc đã không trụ vững, gãy ngang thân sát gốc và đổ ập ra đường, đè vào người đi đường. Rất may những người đó chỉ bị cành tán của cây đè vào nên ngã xe, xây xác nhẹ. Anh Hùng cho biết thêm, trên đoạn phố này còn mấy cây phượng cũng bị mối mọt tương tự như vậy. Nếu chính quyền không xử lý kịp thời, chắc hậu quả sẽ đáng tiếc hơn. Thưa quý vị, đây là bộ máy giặt ở ngoài thị trường được định giá khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng khi đưa vào bệnh viện, nó đã được thổi giá lên từ 2,6 cho đến 3 tỷ đồng. Tức là nó được thổi lên đến 300%, 400%, tức là gấp từ 5 cho đến 6 lần. Biết nói như thế nào để tiếp quanh nhỉ? Đây là một con số phải nói là một kỷ lục quá khủng khiếp. Đúng là như vậy, quá kinh khủng khiếp. Và liên quan đến vụ việc này thì thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nâng khống giá bán thiết bị y tế tại các bệnh viện tuyến huyện, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 13 bị cáo cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo dưới sự khởi xướng và chỉ đạo của Mai Thị Hoa đã lập các hồ sơ dự thầu nâng khống giá thiết bị y tế bán cho 5 bệnh viện, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9,4 tỷ đồng. Vậy tại sao các bệnh viện có thể dễ dàng thổi giá các thiết bị y tế như vậy? Câu trả lời sẽ được đề cập trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Nguyên giám đốc của 5 bệnh viện đa khoa Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân và Đức Thọ, Hà Tĩnh vào ngày 31 tháng 5 đã đứng cúi đầu trước vành móng ngựa để nhận các bản án 3 năm tù giam. Riêng bị cáo Mai Thị Hoa, 48 tuổi, giám đốc công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, lĩnh án 11 năm tù. Theo cáo trạng, để hợp thức hóa các thủ tục theo quy định, bà Hoa đã nhờ công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thẩm định giá toàn cầu thẩm định giá các bộ máy giặt, máy sấy có giá từ 2,6 đến 3 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá toàn cầu sau đó không tiến hành thẩm định giá theo quy trình, quy định mà phát hành chứng thư thẩm định giá xác định bộ máy giặt, máy sấy theo yêu cầu của bà Hoa. Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh sau đó đã trúng các gói thầu mua sắm tại 5 bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh với giá gần 2,6 tỷ đồng đến hơn 3 tỷ đồng. Trong thực tế, các bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp có xuất xứ Hàn Quốc đó có giá khoảng 523,6 triệu đồng một bộ và bàn giao. Với việc trả tiền mua gần 14,5 tỷ đồng các bộ máy giặt, máy sấy đó, những người liên quan trong vụ án này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9,4 tỷ đồng. Chắc hẳn là Tuyết Quang cùng với tất cả quý vị khán giả vẫn chưa thể quên được vụ nâng khống giá hệ thống Real-time PCR tự động xét nghiệm phòng chống COVID-19 phải không ạ? Vụ việc đã khiến cho dư luận choáng váng vì người ta đã thổi giá từ 2,3 tỷ đồng lên đến 7 tỷ đồng, có nghĩa là tỷ lệ khống lên đến 300%. Vâng, mà chưa hết đâu ạ. Vụ nâng khống thiết bị phẫu thuật não robot Rosa đã khiến tỷ lệ khống 300% đó bị phá ngoạn mục. Cụ thể là một robot Rosa chỉ có giá 7,4 tỷ đồng, cả chi phí chuyển giao cũng chưa tới 10 tỷ đồng. Nhưng khi vào bệnh viện Bạch Mai, nó được kê khống lên đến 39 tỷ đồng, tức là đội giá 4 lần và bị thổi giá gần 400%. Và giờ, ngay cả một cái máy giặt cũng bị làm giá, thổi giá gấp 5-6 lần. Vâng, thưa quý vị, những tỷ lệ kê khống một cách kinh khủng này cho thấy là không hề có một giới hạn nào cho lòng tham và sự độc ác. Nhưng tại sao các bệnh viện có thể dễ dàng thổi giá thiết bị y tế? Trên tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Tiến Hòa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội từng chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng là pháp luật đã trao quyền quá lớn cho các tổ chức thẩm định giá. Luật giá có quy định nguyên tắc hoạt động thẩm định giá gồm chịu trách nhiệm về hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá và kết quả thẩm định giá. Theo luật sư Hòa, như vậy có nghĩa là các doanh nghiệp thẩm định giá hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tôn trọng pháp luật, bởi không có bất cứ một cơ quan hay là cơ chế nào giám sát quá trình thực hiện để cho ra kết quả thẩm định giá này. Và chính lỗ hổng này đã dẫn tới những cú bắt tay ngầm bàn, dẫn tới việc thổi giá khủng khiếp để bóp hầu bóp họng bệnh nhân mà gấp 5-6 lần, có khi chưa phải đã là kỷ lục cuối cùng. Vâng, vì vậy mà giải pháp khắc phục kẽ hở đó chính là
cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để hạn chế sự lam quyền của các thẩm định viên cũng như các doanh nghiệp hoạt động về thẩm định giá. Và bên cạnh đó, thiết nghĩ Bộ Y tế nên bổ sung thêm quy trình xem xét, kiểm tra và đánh giá chất lượng cũng như giá thành của các thiết bị này trước khi công bố trên cổng công khai giá để có thể trở thành kênh thông tin chính xác, đảm bảo việc đấu thầu thực hiện mua sắm thiết bị y tế trở nên minh bạch hơn. Vâng, và chương trình sẽ được tiếp tục với những câu chuyện về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều loại thú lớn hoang dã biểu diễn trên sân khấu xiếc đã để lại những ký ức khó quên trong lòng khán giả yêu mến xiếc thú qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để tuân thủ các công ước quốc tế về việc hạn chế, chấm dứt sử dụng động vật hoang dã trên sân khấu xiếc, các loài thú như là voi, hổ, gấu đã không còn xuất hiện trên sân khấu của Liên đoàn xiếc Việt Nam. Đây là hướng đi vô cùng nhân văn, nhưng cũng đòi hỏi các nghệ sĩ xiếc không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có những tiết mục thú vị và mới lạ. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây trong chuyên mục Đông Tây Chuyển Động. Xiếc dê, xiếc lợn, xiếc chó, xiếc mèo, rất nhiều vật nuôi gần gũi với con người đã được đào tạo diễn xiếc. Còn những siêu động vật hoang dã do nghệ sĩ xiếc đảm nhiệm. Hầu hết khán giả đều bất ngờ khi những vật nuôi quen thuộc lại có thể làm những động tác xiếc rất tốt, đầy tự tin giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng. Hôm nay xem chương trình xiếc con thấy rất là thích, con thích nhất là chương trình mèo và chó. Mèo đi quanh cổ của một cô, còn chó thì làm theo những lời chú nói. Đây là năm đầu tiên mà nhiều vật nuôi được đào tạo để đưa lên sân khấu với mục tiêu xây dựng thương hiệu sản phẩm nghệ thuật xiếc thú mới của Liên đoàn xiếc Việt Nam. Để có những tiết mục hấp dẫn như thế này, nghệ sĩ huấn luyện phải tốn rất nhiều thời gian, tâm sức để nuôi dạy và tập cho chúng những động tác thực sự là xiếc đúng nghĩa. Bản chất là những con vật nuôi ấy, là nó đã gần gũi với con người rồi và nó cũng rất là tình cảm. Nhưng mà trải qua khi mình tiếp xúc ấy thì mình thấy là cũng nó rất nhiều cái điểm mà mình có thể khai thác vào xiếc thú được. Và khi mà cái xu thế mà chuyển từ động vật hoang dã xuống sang động vật nuôi ấy, thì là chúng tôi phải tập khoảng 1 năm rồi thì bắt đầu mới ra được sân khấu biểu diễn. Tiến tới thay thế hoàn toàn động vật hoang dã diễn xiếc những năm qua, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã kết hợp với các trung tâm bảo tồn để chuyển những động vật hoang dã về môi trường sống của chúng. Thiếu vắng những bạn diễn lâu năm đó, các nghệ sĩ đã không ngừng tìm tòi sáng tạo những tiết mục mới để thu hút khán giả. Thì hiện nay Liên đoàn xiếc Việt Nam đã thực hiện được đầy đủ những cái mà quy định. Hiện nay thì voi và gấu sẽ thiếu vắng trên sân khấu xiếc, chuyển đổi và dùng nghệ sĩ xiếc trong các lớp thú hoang dã. Có những điều thuận tiện hơn là khi mà các nghệ sĩ trong các lớp thú hoang dã, mặc dù nó không hấp dẫn là thành con thú thật, nhưng chúng tôi truyền tải rất nhiều thông điệp thông qua người nghệ sĩ, kể cả về những cái lời thoại, kể cả những hành động. Sự hào hứng và những tràng pháo tay từ khán giả đã minh chứng cho hiệu quả và nỗ lực không mệt mỏi của Liên đoàn xiếc Việt Nam nói riêng, ngành xiếc Việt Nam nói chung trong xu thế hội nhập với quốc tế. Tiếp tục chương trình là những thông tin về du lịch. Điểm đến đầu tiên sẽ là thành phố Đà Nẵng. Sắp tới mùa du lịch cao điểm, thành phố này đã chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để phục vụ du khách, đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về môi trường để khách có thể yên tâm tham quan, vui chơi, lưu trú tại thành phố. Những ai đang có kế hoạch đi Đà Nẵng du lịch thì hãy khám phá những chương trình thú vị sắp được triển khai sau đây ạ. Để chuẩn bị cho sự trở lại của thị trường khách du lịch trong mùa hè năm nay, ngay từ cuối tháng 3, ngành du lịch Đà Nẵng đã khởi động chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2022, chủ đề Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng, với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, độc đáo với giá ưu đãi và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp. Số lượng khách đặt các combo này đã và đang gia tăng đáng kể. Ngoài cái dịch vụ nghỉ dưỡng, thì với các cái giá trị tăng thêm, các voucher để tặng cho khách hàng với đa dạng các dịch vụ bổ sung ấy, thì nó khác hơn so với mỗi năm là các năm thì chúng ta chỉ đóng gói sản phẩm. Thì hiện nay chúng tôi tăng cường hoàn thiện các cái điểm đến, rồi tăng cường cái giải pháp về mặt quản lý khách lên xuống sân trà ở các trạm check-in, check-out, cũng như là hoàn thiện các cái dịch vụ tại một số nơi để mà tăng cường cái sản phẩm và làm sao để du khách khi trải nghiệm trên bán đảo Sơn Trà với một cái trải nghiệm về thiên nhiên cảnh quan thoải mái nhất, với một điều kiện thiên nhiên mà được gìn giữ tốt nhất mà du khách khi đến với Sơn Trà.
Đối với các bãi tắm từ quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà đến quận Thanh Khê và Liên Chiểu, ban quản lý đã bố trí lực lượng cứu hộ, đội an ninh trật tự có kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp để túc trực, nhất là tại các bãi tắm đêm như bãi biển đêm Mỹ An, để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm, vui chơi và trải nghiệm các dịch vụ tại bãi biển. Ngoài ra, trong tháng 6, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động chào đón hè, lễ hội biển và sông Hàn, các cuộc thi sắc đẹp, đua thuyền, thi đấu võ thuật, thể thao bãi biển, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với nhiều hoạt động diễn ra tại công viên châu Á, khu du lịch Sun World Bana Hills, công viên biển Đông và các bãi biển Đà Nẵng, các hoạt động văn hóa lễ hội sông Hàn năm 2022, giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc để chiêu đãi du khách. Điểm đến du lịch tiếp theo mà chúng ta sẽ khám phá đó là huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Và bên cạnh Tuyết Oanh lúc này là cây cầu kính Bạch Long. Cây cầu này vừa được đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới. Wow, cây cầu này dài bao nhiêu mét mà được công nhận là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới về Tuyết Oanh? Cây cầu này có tổng chiều dài là 632 mét và nó còn được mệnh danh là con rồng trắng, thưa quý vị. Ông Glenn Poller, đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, đây là con đường bên vách đá có đáy bằng kính dài nhất được ghi nhận cho đến nay và nó thật ngoạn mục, đòi hỏi những kỹ thuật phức tạp để xây dựng bên vách đá treo leo nhưng vẫn duy trì được tất cả các đặc điểm của thiên nhiên như cây xanh, đá xung quanh. Đây là một dự án tuyệt vời, rất thành công và tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch. Cầu kính Bạch Long là công trình trong quần thể khu du lịch Mộc Châu Iceland do công ty cổ phần 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư 773 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 23,9 ha. Đây là cây cầu kính thứ tư tại Việt Nam, bắc qua hai hẻm núi dài 305 m, trên mặt lát những mảng kính lớn kích thước 2,4 m x 3 m. Cầu có hai trụ tháp cao 30 m với chiều rộng mặt cầu là 2,4 m. Sử dụng loại kính trên mặt là kính siêu cường lực của Pháp, toàn bộ hệ thống cáp treo được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Với điểm nhấn là hạng mục cầu kính Bạch Long, dự án điểm du lịch Iceland mang tính biểu tượng của du lịch Mộc Châu sẽ góp phần cung cấp thêm nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, làm phong phú hơn những điểm đến khu du lịch quốc gia Mộc Châu thời gian tới. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tại Khánh Hòa, nam sinh viên năm nhất cùng bạn hô biến căn hộ thành nơi trồng cần sa bán kiếm lời. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ rừng tự nhiên. Thưa quý vị, trong buổi họp báo gần đây của Tổng cục Hải quan về vấn đề nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu tặng, đại diện đơn vị có khẳng định không hề thất thu thuế. Tuy vậy, trên thực tế, nếu được cấp quyền nhập khẩu theo diện biếu tặng, giúp doanh nghiệp tùy ý khai báo giá để được đóng thuế thấp. Vậy có hay không việc lách luật, trục lợi chính sách? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đáng chú ý này trong chuyên mục Cà phê Công đường hôm nay. Đây là showroom được truyền thông nhắc tên trong loạt bài về xe nhập khẩu theo đường biếu tặng. Và chỉ sau buổi họp báo của Tổng cục Hải quan về vấn đề này vào ngày 25 tháng 5, showroom đã dọn sạch xe cho đến thời điểm khảo sát. Theo luật sư Trương Thanh Đức, đây là một trong những dấu hiệu bất thường. Những cái doanh nghiệp mà lại không liên quan gì đến xuất nhập khẩu, lại mới thành lập, lại được nhận quà biếu tặng với những giá trị rất lớn như vậy thì chúng ta nhìn ngay thấy câu chuyện là bất thường. Có cái sự gian lận dưới hình thức này, hình thức khác. Nếu như mà thu đủ thuế mà cái áp giá đúng ấy, thì tôi nghĩ rằng là không ai dại gì lại đi nhận quà biếu tặng vì nó sẽ bị nhiều cái thiệt hại hơn, nhiều cái bất lợi hơn so với lại mua bán nhập khẩu bình thường. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng xe nhập khẩu theo hình thức quà biếu tặng từ năm 2016 đến nay là gần 4.000 chiếc, chiếm chưa đến 1% trong tổng số xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu. Tất cả xe này đều nộp đủ loại thuế theo quy định. Có thể khẳng định rằng là cái số thuế mà chúng tôi kiểm tra xác định và thu được từ loại hình nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại, trong đó quà biếu quà tặng là thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên gia, câu trả lời từ Tổng cục Hải quan không được thuyết phục. Điều tra của báo Tiền Phong cho thấy, chiếc Mercedes G63 sản xuất năm 2021 mới 100% được công ty cổ phần HC Auto nhập khẩu với giá khai báo 108.000 USD vào khoảng 2,5 tỷ đồng.
cộng các khoản thuế, giá xe khoảng 7,52 tỷ đồng và được thông quan. Cùng mẫu xe này trang bị phụ kiện như nhau, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Mercedes-Benz Việt Nam báo giá từ 126.000 đến 135.000 đô la Mỹ, tương đương 2,9 đến 3,1 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế hải quan, tổng giá xe sau thuế khoảng 8,7 đến 9 tỷ đồng. Như vậy, xe nhập khẩu theo đường biếu tặng rẻ hơn 18.000 đến 27.000 đô la Mỹ và tiền thuế phải nộp đương nhiên sẽ thấp hơn. Từ khi nhập về họ đã khai cái giá nó thấp so với thực tiễn. Nhưng khi mà họ bán trao tay cho các cái cá nhân sử dụng trên thị trường ấy, thì họ lại khai cái mức giá nó chỉ bằng 5-60% cái giá trị thực tế. Và vì thế cho nên cái gọi là thuế mà qua cái việc chuyển nhượng các cái ô tô ấy, nó sẽ giảm thấp đi rất nhiều. Và từ đó nó gây thất thu về thuế cho ngân sách nhà nước. Có thể thấy, đặc thù của xe biếu tặng nhập khẩu là không có hóa đơn thương mại. Do đó, doanh nghiệp có thể lợi dụng khai báo sai giá trị thực của món quà nhằm né hàng tỷ đồng tiền thuế phải nộp. Từ những bất thường trong đường dây nhập siêu xe để biếu tặng và sau các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu tất cả các cục rà soát hoạt động cấp phép nhập khẩu, thu thuế ô tô biếu tặng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an cho biết cũng đã làm việc với Tổng cục Hải quan và một số đơn vị liên quan để làm rõ. Vâng và thưa quý vị, tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động là cụm tin nóng cập nhật về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Ngày 1 tháng 6, thông tin từ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phát hiện một nam sinh viên năm nhất một trường đại học ở Nha Trang cùng bạn biến căn hộ cho thuê ở phường Phước Long thành nơi trồng cần sa rồi mang bán kiếm lời. Trước đó, qua nắm tình hình, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Nha Trang phát hiện một số trang Facebook cá nhân trên địa bàn rao bán cần sa. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện Tường và Hiếu có biểu hiện nghi vấn. Các trinh sát đã theo dõi và bắt quả tang khi Tường đang nhận gói hàng. Bên trong có 5 viên thuốc lắc gửi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét căn hộ nơi Tường và Hiếu thuê tại phường Phước Long, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ đang trồng 16 cây cần sa, đồng thời thu giữ nhiều gói cần sa khô. Hai thanh niên này khai hút cần sa từ khi còn là học sinh. Sau đó, cả hai đặt mua hạt cần sa về trồng trong phòng ngủ để bán kiếm lời. Tường và Hiếu lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tưới nước và thông khí rất cẩn thận để cây phát triển tốt. Cả hai đã thu hoạch nhiều vụ cần sa và phân thành gói khô để bán với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Công an thành phố Nha Trang đã thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời trích mẫu gửi đi giám định để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Trong thời gian đợi kết quả giám định, Tường và Hiếu được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra xử lý theo luật định. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Thái, còn gọi là Thái Chất, sinh năm 1952, ngụ phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa. Để điều hành đường dây này, Hoàng Thị Thái đã câu kết với một số đối tượng cộm cán có nhiều tiền án về tội mua bán vận chuyển ma túy ở thành phố Thanh Hóa, huyện Quan Sơn, huyện Như Thanh, để hình thành đường dây khép kín đưa ma túy từ Lào về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ. Sau một thời gian theo dõi và xác lập chuyên án, các lực lượng phá án đã bắt quả tang hai đối tượng là Hoàng Thị Thái và Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1974, đang vận chuyển 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng khác gồm Đinh Văn Lanh, Lò Văn Chấu, Lò Văn Danh, Lê Xuân Bằng và Bùi Văn Duẩn. Thu giữ tang vật gồm ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng An ninh Kinh tế Công an Hà Nam cho biết vừa phát hiện và bắt quả tang cơ sở giết mổ heo của Trần Hữu Việt, ngụ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đang giết mổ và lưu trữ hơn 2,3 tấn thịt heo bệnh, heo ốm, heo chết. Đơn vị đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nam xử lý vụ việc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang giết mổ 7 con heo có khối lượng từ 110 kg đến 120 kg, 4 tủ cấp đông bên trong chứa khoảng 1,6 tấn thịt và nội tạng.
Quá trình làm việc, Việt không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ và khai nhận cơ sở hoạt động được khoảng 4 năm. Trong quá trình giết mổ heo đã mua heo ốm, heo chết với giá từ 30 đến 40 ngàn đồng 1 kg về giết và lưu trữ để bán ra thị trường. Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 27,5 triệu đồng với cơ sở giết mổ heo của Trần Hữu Việt và lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt trên, bàn giao cho chính quyền địa phương tiến hành thiêu hủy theo quy định của pháp luật. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy cùng bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.